quý khán giả, Hà Tiên từ lâu đã là địa chỉ quen thuộc đối với những ai yêu mến lịch sử, văn hóa và con người Nam Bộ. Hà Tiên, miền biên thùy phía Tây Nam tận cùng của Tổ quốc, tuy diện tích không lớn lắm nhưng được thiên nhiên ưu ái ban tặng nhiều cảnh quan xinh đẹp và thơ mộng đã đi vào thơ ca, tiêu biểu là tác phẩm Hà Tiên Thập Vịnh của Mạc Thiên Tích. Nơi đây còn có nhiều di tích cấp quốc gia và là trọng điểm du lịch của tỉnh Kiên Giang. Và chuyên mục Bay Bổng Phương Nam kỳ này sẽ đưa quý khán giả đến với thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Thị xã Hà Tiên xinh đẹp, yên bình, có sức thu hút hấp dẫn du khách gần xa. Hàng năm Hà Tiên đón gần 2 triệu lượt du khách đến tham quan, hành hương và chiêm bái các chùa chiền, nghỉ dưỡng. Đây là một vùng đất có bản sắc văn hóa đặc thù và đa dạng đã hình thành từ cách đây hơn 300 năm. Khu di tích lịch sử văn hóa núi Bình Sang thuộc địa phận phường Bình Sang, thị xã Hà Tiên. Đứng trên đỉnh Bình Sang, ta có thể thấy toàn cảnh Hà Tiên đẹp như một bức tranh vẽ. Núi Bình Sang còn gọi là núi Lăng, núi chỉ cao 53m, trên núi bốn mùa hoa nở xanh tươi nên Mạc Thiên Tích gọi là Bình Sang Điệp Thúy, nghĩa là núi dựng một màu xanh. Di tích lịch sử văn hóa núi Bình Sang năm 1989 đã được xếp hạng cấp quốc gia. Dưới chân núi là khu di tích Lăng Mạc Cửu thời dòng họ Mạc, mà khởi đầu là Mạc Cửu, người đã có công khai phá mảnh đất Hà Tiên hơn 300 năm trước. Đền thờ họ Mạc cũng được xây dựng trong khuôn viên khu di tích. Đền có tên gọi là Trung Nghĩa Từ, dân địa phương quen gọi là Miếu Ông Lịnh. Ngôi đền ngoài giá trị lịch sử còn là một công trình có giá trị nghệ thuật cao bởi cách bố trí hài hòa và những họa tiết chạm trổ tinh vi, sắc sảo. Núi Đá Dựng là một trong 10 cảnh đẹp của thị xã Hà Tiên và được xếp hạng di tích cấp quốc gia năm 2007.
Vị trí địa lý núi Đá Dựng nằm ngay cửa ngõ biên giới Tây Nam, nên 300 năm trước, từ thời Mạc Cửu khai trấn đất Hà Tiên, đã chọn nơi đây làm tiền đồn trấn giữ biên cương. Trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc, núi Đá Dựng luôn là căn cứ vững chắc của phong trào cách mạng. Núi Đá Dựng sừng sững, vô số khối đá như mọc thẳng lên từ đất. Trong lòng núi, thiên nhiên còn giữ vẹn nguyên một hệ thống hang động âm u với từng khối đá khổng lồ, hình thù kỳ dị, rêu phong nằm dưới những cột thạch nhũ. Tọa lạc tại phường Bình Sang, thị xã Hà Tiên, chùa Tam Bảo được danh nhân Mạc Cửu xây dựng. Nơi đây thu hút rất nhiều khách du lịch đến tham quan và chiêm bái. Chùa Tam Bảo ngày nay tuy không còn giữ được kiến trúc ban đầu, nhưng vẫn mang dáng vẻ thanh u của chốn tu hành. Ở điện Phật có bức tượng A Di Đà bằng đồng do Mạc Cửu cúng. Ở sân trước có tôn trí bảo tượng Quan Thế Âm Lộ Thiên. Thạch động là một khối đá voi khổng lồ, cao khoảng 48m, nằm sát quốc lộ 80, cách trung tâm thị xã Hà Tiên về phía tây bắc 3km. Thạch động đã đi vào thơ ca qua tác phẩm Hà Tiên Thập Cảnh của Mạc Thiên Tích với tên gọi là Thạch động thôn dân. Thạch động là động đá, thôn là nút, dân là mây, thạch động thôn dân là động đá nút mây. Trong hai cuộc kháng chiến và những năm tháng chiến tranh biên giới, nơi đây đã từng diễn ra những trận chiến ác liệt, tô đậm truyền thống anh hùng của quân dân Hà Tiên. Thắng cảnh Thạch Động vào năm 1989 đã được xếp hạng di tích cấp quốc gia. Bãi tắm Mũi Nai cách trung tâm thị xã Hà Tiên 6km về hướng Tây. Bãi tắm này không sâu thẳm mà dốc thoi thoải. Mũi Nai nằm trong vùng biển Vịnh Thái Lan, xa xa có nhiều hòn đảo nhấp nhô, chết về phía bên trái là quần đảo Hải Tặc, xa hơn nữa là đảo Ngọc Phú Quốc mà mọi người có thể thấy rõ trong những ngày trời quang mây tạnh. Bãi tắm Mũi Nai là một địa điểm lý tưởng cho du khách đến tham quan du lịch, tắm biển và nghỉ dưỡng. Là một người đã nhiều năm gắn bó với mảnh đất Hà Tiên, ông có thể chia sẻ một chút cảm nhận về mảnh đất này. Người dân Hà Tiên rất tự hào khi trên cái mảnh đất của mình có một cái văn đàn mà được đánh giá là lớn nhất nhì của cả nước trong cái giai đoạn phong kiến. Thì với cái tao đàn Chiên Cát không phải là chỉ là cái di sản văn hóa của người dân Hà Tiên, mà nó là một cái di sản văn hóa của cả vùng đất Nam Bộ, vùng đất phương Nam. Thì chính cái xuất phát từ cái chỗ cái niềm tự hào đó, thì cái hoạt động văn học nghệ thuật của Hà Tiên nói riêng cũng như là của tỉnh Kiên Giang nói chung, thì nó có những cái nét đặc thù riêng, đặc thù của cái vùng đất cuối trời Tây Nam của Tổ quốc, của người dân Hà Tiên chân chất hiền lành mà người ta gọi là đất Phật người hiền. Vì thế thì cái văn chương Hà Tiên nó cũng mang mát, nó cũng xuôi chảy theo cái dòng văn học mà nó lại có mang cái tính chất đặc trưng riêng. Hiện nay, thị xã Hà Tiên đang trong quá trình phát triển và đẩy mạnh chỉnh trang đô thị. Tuy nhiên, nhìn chung nơi đây vẫn giữ được những nét quan sơ, hệ thống chùa chiền, lăng tẩm vẫn mang nét cổ kính. Bản chất người Hà Tiên hiền hòa, chất phác, trân trọng nghĩa tình và mến khách. Đây là những giá trị văn hóa đã tạo nên bản sắc độc đáo mà bao đời nay người dân nơi đây đã trân trọng, gìn giữ và phát huy, làm nền tảng để phát triển kinh tế, văn hóa nhanh chóng và bền vững. Và trước khi kết thúc chuyên mục Bay Bổng Phương Nam, xin mời quý khán giả đến với những cảnh quay khác về thị xã Hà Tiên.
thưa quý khán giả, những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân Hà Tiên phấn đấu đạt được thật đáng tự hào. Đó là một tiền đề rất quan trọng, là nguồn cổ vũ động viên rất lớn để Hà Tiên tiếp tục phát huy, xây dựng thị xã trở thành thành phố văn hóa du lịch xanh sạch đẹp trong tương lai với những nét đặc trưng riêng. Còn bây giờ, chuyên mục Bay bổng Phương Nam xin được phép tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả và hẹn gặp lại. Quý khán giả, những năm gần đây, kinh tế Trà Vinh đã có những bước tăng trưởng đáng kể. Nhận thức được những thuận lợi cùng sự đầu tư đúng hướng, tỉnh Trà Vinh đang từng ngày lớn mạnh và khẳng định vị thế. Tại thành phố Trà Vinh thì người dân nơi đây rất tự hào với nhiều cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi cùng hệ thống cây xanh mới được tỉnh đầu tư. Sự hòa quyện tiếp nối giữa xưa và nay đã tạo nên một thành phố Trà Vinh được mệnh danh là đô thị xanh giữa đồng bằng. Và trong chuyên mục Bay bổng Phương Nam kỳ này, xin mời quý khán giả sẽ cùng Kỳ Hương đến với tỉnh Trà Vinh. Trà Vinh được đánh giá là một địa phương có tiềm năng về văn hóa du lịch. Bên cạnh việc chú ý phát triển kinh tế đô thị, Trà Vinh còn rất quan tâm đến vấn đề môi trường. Đây là một chủ trương đúng đắn trong việc phát triển kinh tế gắn liền với du lịch của tỉnh. Một địa điểm hầu như khách du lịch đến với Trà Vinh đều ghé qua đó là ao Bà Ôm. Đây là một trong những thắng cảnh nổi tiếng của Trà Vinh. Nhìn từ trên cao, ao Bà Ôm gần như hình vuông. Có lẽ vì vậy mà thắng cảnh này còn có tên là ao vuông. Xung quanh ao có những hàng cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, như sao, dầu, có rễ nổi lên mặt đất, trông rất đẹp mắt. Nhiều cây giống như những cây kiểng bonsai khổng lồ, được tạo dáng thật kỳ thú. Đi dạo chơi, hẹn hò, chụp ảnh lưu niệm cùng những rễ cây cổ thụ là những hình ảnh thường thấy khi du khách đến nơi này. Di tích lịch sử cấp quốc gia đền thờ Bác Hồ ở xã Long Đức, thành phố Trà Vinh là công trình trái tim, biểu tượng của tấm lòng người dân nơi đây đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khu di tích đền thờ Bác Hồ rộng 5,4 hecta với các hạng mục chính như đền thờ Bác Hồ, nhà trưng bày thân thế sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh, khuôn viên cây xanh, ao cá, khu vui chơi cắm trại và đặc biệt là mô hình nhà sàn Bác Hồ.
Đến khu di tích lịch sử đền thờ Bác Hồ, du khách vừa được viếng đền thờ Bác, vừa được chiêm ngưỡng tham quan căn nhà sàn giản dị của Bác Hồ. Trà Vinh sở hữu một kho tàng văn hóa nghệ thuật khá đa dạng. Những ngôi chùa cổ kính của đồng bào dân tộc Khmer đã tạo nên nét đẹp tôn nghiêm trên những vùng đất của Trà Vinh. Với triết lý sống hài hòa với thiên nhiên, khuôn viên của các chùa Khmer ở Trà Vinh cũng là những khoảng xanh lý tưởng. Những ngôi chùa đã góp phần cho màu xanh thêm rộng khắp. Chùa Angkorek Chakborai, thường gọi tắt là chùa Ân, là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Chùa tọa lạc cạnh danh thắng Ao Bà Ôm, đối diện với bảo tàng văn hóa dân tộc Khmer, cách trung tâm thành phố Trà Vinh khoảng 5 km. Có đến 36 hectare cây xanh bao quanh như che chở, bảo vệ những ngọn tháp cao vút của mái chùa. Ngôi chính điện với những giá trị kiến trúc độc đáo còn tồn tại đến hôm nay, tập trung nhiều tác phẩm hội họa, điêu khắc đặc sắc. Một di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia khác tọa lạc trong nội ô thành phố Trà Vinh, đó là chùa Cơm Bông. Người Việt thường gọi là chùa Ông Mẹt. Qua thời gian, ngôi chùa được trùng tu, sửa chữa nhiều lần, nhưng hai công trình là ngôi chính điện và thư viện xây dựng lại vào những năm đầu thế kỷ 20 vẫn giữ được giá trị về mặt kiến trúc nghệ thuật. Chính điện xây trên nền cao tam cấp hình chữ nhật, có hàng rào bao quanh, cột, kèo, xiên, đòn tay, la phong, sơn son, thép vàng và chạm khắc hoa văn công phu, sắc sảo với nhiều đề tài khác nhau. Thiền viện Trúc Lâm Trà Vinh có vị trí đẹp, phong cảnh hài hòa, nằm trong quần thể khu du lịch sinh thái, rừng ngập mặn, biển ba động. Ngôi chánh điện có hướng nhìn ra biển Đông, khuôn viên được bao bọc phủ đầy dương xanh ngát, rì rào cùng sóng biển. Thiền viện Trúc Lâm Trà Vinh cũng là điểm nhấn góp phần đa dạng sản phẩm du lịch, tạo cơ hội cho ngành du lịch tỉnh Trà Vinh phát triển. Biển Ba Động là một trong những bãi biển đẹp ở đồng bằng sông Cửu Long thuộc xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, cách thành phố Trà Vinh 60 km về hướng Đông Nam. Trước đây, nơi này từng hứng chịu sự tàn phá khủng khiếp của chiến tranh, nhưng nay trở thành điểm du lịch rất hấp dẫn. Biển ở đây khá trong xanh, du khách có thể thoải mái tắm biển, vui chơi trên đồi cát, hoặc nằm đông đưa trên võng, lắng nghe rừng dương rì rào cùng gió biển để cảm nhận thêm về vẻ đẹp hoang sơ của một vùng quê. Trong chiến tranh, đường Hồ Chí Minh trên biển là con đường huyền thoại, một kỳ tích trong lịch sử cách mạng nước ta, mà bến tiếp nhận vũ khí cồn tàu là một mắt xích quan trọng. Gần 15 năm tồn tại của tuyến đường, các xã ven biển Trà Vinh đã tiếp nhận 20 chuyến hàng chở vũ khí, trang thiết bị chiến tranh từ hậu phương lớn miền Bắc chi viện cho chiến trường đồng bằng sông Cửu Long. Tôi cũng rất là vui khi thấy quê hương mình có nhiều cái khách thập phương các nơi đến đây, mà nhất là khách nước ngoài đến tham quan và tìm hiểu về cái vùng đất, nhất là những cái đời sống văn hóa của cộng đồng dân tộc ở nơi đây. Tôi cũng trưởng thành từ tỉnh Trà Vinh, cũng có những cái đi đây đi đó nhiều ở trong nước cũng như ngoài nước. Chúng tôi ra cái quyết tâm làm như thế nào để tạo ra được
một cái điểm du lịch tầm cỡ phục vụ cho khách trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh và quốc tế đến để hiểu thêm về người dân Trà Vinh chúng tôi. Trà Vinh tạo được ấn tượng mạnh với du khách bởi vẻ đẹp yên bình của đô thị và nhiều công trình kiến trúc độc đáo của đồng bào Khmer. Và trước khi kết thúc chuyên mục Bay bổng phương Nam kỳ này, xin mời quý khán giả đến với những cảnh quay khác về mảnh đất Trà Vinh. Đi vào hoạt động vào cuối năm 2014, khu du lịch sinh thái Deja Vu Quỳnh Kha tại phường 4, thành phố Trà Vinh đã trở thành điểm đến của nhiều người dân Trà Vinh và du khách khắp nơi. Với diện tích rộng bao gồm nhiều hạng mục như hồ bơi, hồ uyên ương, đồi ngoạn cảnh, khu vui chơi giải trí, khu ẩm thực, nhà hàng và khu resort nghỉ dưỡng đã góp phần đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và các tỉnh lân cận. Với cảnh quan đẹp, gần gũi với thiên nhiên, giúp mọi người có phút giây thư giãn sau những ngày làm việc mệt nhọc vất vả. Chùa Kompom Trai, người dân quen gọi là chùa hang vì cổng vào chùa được thiết kế như cửa hang. Chùa tọa lạc tại thị trấn Châu Thành, cách thành phố Trà Vinh gần 5 km về hướng nam. Đây là một ngôi chùa có kiến trúc đẹp, các vị sư trong chùa cũng là những nghệ nhân điêu khắc gỗ. Ngôi chùa nổi tiếng thu hút khách du lịch trong và ngoài nước bởi khuôn viên có cây xanh bao quanh, nơi trú ngụ của hàng chục ngàn chim cò đủ loại. Chùa Vàm Ray ở Trà Vinh là một trong những ngôi chùa lớn nhất của người Khmer. Lối vào chùa là chiếc cổng hoành tráng sơn màu mạ vàng, đỉnh cổng tạo hình những ngọn tháp nhọn chất chồng nhiều tầng. Bước chân vào chùa là ngôi chánh điện uy nghiêm. Những hàng cột cao vút và quả tiếp hình dòm bao xung quanh tạo nét uy nghi mà thanh thoát cho công trình. Trên nóc là những mái nhọn 2 đến 3 tầng chồng lên nhau và đỉnh là một hình tháp nhọn nhô lên cao vút. Giữa sân chùa có một cột hình trụ được nâng đỡ bởi những cột cách điệu hình rắn thần Naga. Nhìn về hướng đông nam của chánh điện là tượng Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn dài hàng chục mét, được đặt trên bệ tương đương một ngôi nhà 2 tầng. Toàn bộ tượng và bệ cũng được phủ sơn son thiếp vàng. Dù được xây dựng mới nhưng ngôi chùa vẫn toát lên nét đẹp tôn nghiêm, cổ kính, cuốn hút du khách gần xa. Kính thưa quý khán giả, tỉnh Trà Vinh đang từng ngày đổi mới với mong muốn trở thành một trong những tỉnh đi tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Và chuyên mục Bay bổng phương Nam kỳ này đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại.